phật dạy này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì sắc mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì thọ tưởng hành thức mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì nhãn xứ mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì nhĩ tí thể thân ý xứ mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì sắc xứ mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp xứ mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì nhãn giới mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì nhĩ tĩ thể thân ý giới mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì sắc giới mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp giới mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát chẳng vì nhãn thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát chẳng vì nhãn xúc mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì địa giới mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thủy hỏa phong không thức giới mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì vô minh mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì bố thí ba la mật đa mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì pháp không nội mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh mà tu bát nhã ba la mật đa